Chín kiều phụ nữ khiến đàn ông đảo điên thương nhớ, cả đời đắm say. Kính thưa quý vị, phụ nữ hiện đại không cần phải chó chân đàn ông. Khôn ngoan là làm sao mà đàn ông phải đi giữ mình. Làm được điều này không phải quá khó, nhưng chưa bao giờ là dễ cả. Vậy một người phụ nữ muốn như thế cần có những điều gì? 1. Ngoại hình. Không thể phủ nhận rằng 90% đàn ông thích những phụ nữ sexy, thân hình gợi cảm. Và để lấy một người làm vợ, họ cũng không thể chọn bừa một cô nàng vừa đen vừa xấu, vừa thấp vừa nhếch nhác về làm vợ. Nói thẳng ra là không có điểm gì nổi bật. Chưa nói tới vẻ đẹp tâm hồn thì cánh mày râu thử thích. Bên cạnh mình là một cô nàng có nhan sắc, biết làm đẹp cho mình và luôn khiến chồng có thể nở mày nở mặt. 2. Dịu dàng, hiền thục. Ai rồi cũng thích những thứ dễ chịu, êm ái. Cả đàn ông hay phụ nữ đều vậy. Thế nên cũng dễ hiểu lý do tại sao đàn ông không thích cả đời phải sống cùng một người hay cau có, nóng tính, quát tháo và hay than phiền. Họ sẽ bị lôi cuốn bởi cô gái dịu dàng, nữ tính. Sự nhẹ nhàng trong từng cử chỉ, sự quan tâm trong từng lời nói của các nàng là liều thần được xoa dịu mọi vết thương lòng và cảm giác mệt mỏi nơi những người đàn ông. 3. Tinh tế, thấu hiểu. Sự tinh tế và nhạy cảm để thấu hiểu một người đàn ông là rất cần thiết. Không phải chỉ có phụ nữ mà đàn ông cũng như vậy. Tuy nhiên, đối với phái đẹp thì yêu cầu cao hơn. Hãy thử tưởng tượng trò chuyện hoặc sống cùng với một cô gái vô tâm vô tính, phát ngôn ngây ngô hồn nhiên sẽ phiền phức và đau đầu như thế nào. 4. Để màu tóc tự nhiên. Đàn ông cho rằng những người phụ nữ có màu tóc tự nhiên thường sống chân thật, biết quan tâm, chăm lo cho gia đình. Đàn ông có thể dán mắt chăm chăm vào một cô gái có mái tóc vàng chói lóa hay đỏ, tím, xanh khói, nhưng chỉ là vì sự tò mò và cảm giác mới lạ mà thôi. 5. Cửa sổ tâm hồn thu hút. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, và có lẽ vì thế mà cánh đàn ông thường bị cuốn hút trước một cô gái có đôi mắt sáng. Với họ, đôi mắt là nơi chứa đựng nhiều thông điệp tình cảm nhất. Có lẽ điều này giải thích cho việc vì sao một cô gái tuy không xinh nhưng sở hữu một đôi mắt biết nói lại khiến cho rất nhiều chàng trai say như điếu đổ. 6. Thông minh, thanh lịch. Người con gái thanh lịch cư xử đúng mực và ăn mặc có gu thẩm mỹ, dù nhan sắc không được xếp vào hàng mỹ nhân, cũng khiến người khác phái khó rời mắt khỏi nhất cử nhất động của họ. Còn nếu sở hữu trí thông minh tuyệt vời, họ luôn biết cách hấp dẫn người đối diện bằng cách giao tiếp cuốn hút cùng những quan điểm sống cực kỳ thú vị. Cho dù không thể nên duyên trong chuyện tình cảm, thì cánh đàn ông cũng tình nguyện được kết thành tri kỷ với những cô nàng thuộc nhóm này. 7. Yêu đời, lạc quan. Một cô nàng luôn xuất hiện với tâm trạng buồn bã và chán nản sẽ không thể thu hút được sự chú ý của một chàng trai. Vì thế, bạn hãy luôn thể hiện là một cô gái tự tin, cởi mở và biết cách tận hưởng cuộc sống theo cách riêng, chàng sẽ chú ý tới bạn ngay lập tức. 8. Biết đối nhân xử thế. Đối nhân xử thế không chỉ là cô nàng biết yêu chồng, hiểu chồng, mà nàng còn là con người bao dung quảng đại khi thấu hiểu những suy nghĩ của mẹ chồng, gia đình chồng. Nàng sẽ không vì một sự hiểu lầm nhỏ mà làm ầm lên, cũng không phán xét mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Nàng sẽ là người dung hòa tất cả. Nàng sẽ không để cho bạn phải mất mặt trước gia đình. 9. Có sự nghiệp ổn định, không dựa dẫm. Nếu được hỏi yếu tố làm nên điểm hấp dẫn lý tưởng ở người phụ nữ của họ, thì đa phần đàn ông hiện đại cho rằng người phụ nữ làm họ điên đảo là người có sự nghiệp vững chắc và biết làm ra tiền. Họ sẽ trân trọng cô ấy hơn là một cô nàng đảo mỏ. Ba việc ở đời càng ích kỷ càng sướng. Kính thưa quý vị, chân thành, thật thà,
đối xử tốt với mọi người là những đức tính tốt đẹp và cần có ở mỗi người. Tuy nhiên, có những người, những việc mà ta không nên quá độ lượng, thậm chí là ích kỷ để mang lại hạnh phúc cho bản thân và tránh những hậu quả không đáng có. Trên đời này, có 9 người 10 ý. Chúng ta không thể nào làm hài lòng hết tất cả mọi người. Đối với những người coi thường chúng ta, không cần để ý, cũng không cần lãng phí cảm xúc buồn tủi hay sự bực bội làm gì, nên tận lực tránh xa họ càng xa càng tốt. Einstein từng nói, một trong những điều tốt nhất trên thế giới này chính là vài người bạn tri kỷ chơi với bạn thật lòng, nói ra lời thật tình. Trong xã hội này, dù là người ít nói hay giỏi kết giao đi nữa, cũng phải nên học cách kết bạn. Có người còn cho rằng thêm một người bạn, thêm một lối ra. Thế nên bọn họ gặp ai cũng thân thiện kết giao, kiếm thêm càng nhiều người hơn nữa vào vòng bạn bè của mình. Nhưng dù bạn có thật lòng hay là chơi hết mình đến đâu đi nữa, không phải ai cũng dùng sự thật tâm để mà đáp lại bản tính lương thiện của bạn. Do đó làm người đừng nên quá độ lượng. Đặc biệt đối với những người, những việc thế này, càng sống ích kỷ càng tốt. Một, đối với những chuyên gia vay tiền không trả, nên tránh xa tuyệt đối. Tiền là thứ duy nhất có thể khiến cho mọi người trên đời này đều yêu thích và muốn có. Mà điều nhiều người sợ nhất cũng chính là nghe có người hỏi mượn tiền từ họ. Thông thường khi mượn tiền, mọi người đều là bạn bè. Nhưng khi trả tiền, có thể cả hai đã biến thành kẻ thù mất rồi. Cách đây một thời gian, anh bạn cùng phòng phàn nàn với tôi về việc cho bạn vay 5 triệu nhưng trở mãi vẫn chưa thấy trả. Người kia là bạn thân của anh ta, khi mượn thì hứa rằng đúng 2 tháng sau sẽ trả, nhưng hiện tại đã qua 6 tháng trời, vẫn chưa thấy người kia có động tĩnh gì. Anh bạn cùng phòng tôi ngại mặt ngại mũi nên là không dám đòi thường xuyên. Sau đó vì anh ấy mới mua trả góp chiếc xe hơi nên muốn đòi người bạn thân kia trả lại tiền để trả mỗi tháng. Kết quả người bạn kia mắng anh ta một trận, bảo anh ta là người kẹt xỉ, rồi dọn phòng đi luôn. Tình bạn giữa hai người tan vỡ, mà tiền bạc của anh ta cũng bay theo người bạn thân kia đi luôn rồi. Tôi không phản đối việc cho bạn bè mượn tiền, thế nhưng cực kỳ phản đối với việc cho người như vậy mượn tiền. Đời người lên voi xuống chó thất thường, nhất định sẽ có những lúc gặp khó khăn cần tiền gấp. Tôi có thể cho bạn mượn, đó là kết tình, chứ không phải tôi mắc nợ bạn. Bởi vì tiền bạc mỗi người có đều do mồ hôi công sức mà bản thân mình tự làm ra. Trên thực tế, những người thích mượn tiền mà có thói quen xài xong không trả thường có một đặc điểm, chính là họ chỉ muốn lợi dụng bạn, muốn chiếm lợi từ người khác, nên là mới không chủ động tìm bạn trả tiền. Người như vậy không được coi là bạn. Bạn bè thật sự sẽ giúp đỡ lẫn nhau mà không bao giờ làm việc tổn hại tới lợi ích của đối phương như thế. Nếu gặp phải người như vậy thì chúng ta cứ tránh càng xa càng tốt. 2. Đối với những việc được nhờ mà không làm được, cứ dứt khoát từ chối. Trên đường đời, chúng ta có thể quen biết rất nhiều người, nhưng dù chúng ta có trải đời đến thế nào đi nữa, cũng không thể nhìn người chuẩn 100%, không thể biết rõ được ai chân thật, ai giả dối. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta được giáo dục phải biết giúp đỡ người khác, nhưng không phải cái gì được nhờ cũng lao đầu vào giúp một cách mù quáng là hay. Thực tế cho thấy, mỗi người đều có thể tự mình đứng vững thông qua hàng ngàn thử thách khắc nghiệt của xã hội. Chúng ta không giúp, họ vẫn có thể tự mày mò ra cách khác để giải quyết. Chỉ có điều bước đường trông chênh hơn thôi. Vậy khi gặp lời nhờ vả không hợp lý hoặc vượt quá khả năng của bạn thì sao? Trước tiên, bạn hãy xem xét kỹ mối quan hệ của bạn với họ là gì. Nếu họ là những người bạn thực sự xem trọng bạn, đối xử tốt với bạn, vậy hãy nói sự thực với họ. Tôi tin rằng họ nhất định có thể thông cảm cho bạn. Ngược lại, đối với những người có quan hệ không thân hoặc không tốt, cứ từ chối thẳng. Đây cũng là dịp quan trọng để bạn đánh giá lại cân nặng của bạn trong lòng họ. Nếu họ phàn nàn trách móc bạn, chứng tỏ họ không phải là người bạn thực sự. Bởi vì bạn bè đúng nghĩa
sẽ hiểu và thông cảm cho nhau. Nếu họ coi trọng bạn, họ nhất định sẽ không làm khó bạn hay là khiến bạn xấu hổ. Những người chuyên gia quen bạn chỉ vì mục đích vụ lợi, đạt được thì vui vẻ, không được thì oán trách, đều là bạn bè giả tạo. Những người như thế, bạn nên dứt khoát từ bỏ, không cần khiến mình lún sâu vào rắc rối. 3. Đối với những người coi thường bạn, quyết đoán cắt đứt đi. Trong cuộc sống, không thiếu những kẻ hợm hĩnh, mắt chó nhìn người thấp. Đối với họ, chỉ có tiền và địa vị là đáng nhắc tới. Còn những người có giá trị lợi dụng thấp, không đáng để họ quan tâm. Lúc trước, tôi có xem qua một đoạn video, trong đó nhân vật chính là Phương đang thực tập tại một công ty. Tính tình của cô hòa đồng, vui vẻ, cởi mở. Nhưng sau một thời gian, cô phát hiện ra có một người cùng bộ phận với cô. Anh ta lúc nào cũng vậy, mỗi lần nói chuyện với cô đều tỏ vẻ ta đây, khinh bỉ cô. Có lần, lãnh đạo giao cho cô một nhiệm vụ, bảo cô nếu không biết cái gì, cứ hỏi người cùng bộ phận kia. Đúng là trong phương án đó có một chỗ mà cô không hiểu lắm, nên mới hỏi anh ta. Kết quả anh ta liếc mắt khinh thường, cô có làm được hay không đó. Từ đó, Phương cố gắng hạn chế, không bao giờ gặp anh ta nữa, trừ phi phải hỏi chuyện về công việc. Thực tế, trên thế giới này có 9 người 10 ý. Chúng ta không thể nào làm hài lòng hết tất cả mọi người. Đối với những người coi thường chúng ta, không cần để ý, cũng không cần lãng phí cảm xúc, buồn tủi hay là bực bội làm gì, nên tận lực tránh xa họ, càng xa càng tốt. Bởi vì dù chúng ta có làm bất cứ việc gì đi nữa, cũng không thể thay đổi được lối suy nghĩ chủ quan của họ. Mà đã như vậy, chúng ta cũng không cần quá quan tâm tử tế. Khi tiếp xúc, kết giao với mọi người, dùng mắt nhìn cho rõ, dùng tâm cảm nhận thật kỹ, xem ai thật sự xứng đáng là bạn, xứng đáng để kết giao.